Xin chào tất cả mọi người ha. Hôm nay bên em xin giới thiệu cái mẫu mạch 2 kênh dùng pin 18650. Cái này dùng 6 cell nha. 6 cell để cho nó chạy mạnh nhất ha, mạnh nhất và cái thời lượng dung lượng nó nhiều nhất nha. Đây, cái mẫu này thì bên em nâng cấp lên cái mẫu 2 kênh pin 7V4 ha. Nói chung là 7V4 thì mạch nó sẽ chạy yếu hơn cái mẫu nếu mình dùng 12V nhiều này. Cái mẫu này là mình dùng 12V nha các anh. Kích thước là vẫn như cũ là 8.5 x 19 cm. Đó. Và cái mẫu này thì mình nâng lên được cái phần hiệu chỉnh được sievert luôn cho tiếng ca của mình luôn ha. Còn mẫu cũ là chỉ hát được echo thôi nha các anh. Đây. Đó. Bên ngoài mạch như thế này ha. Còn bên trong này, em quay lại bên trong cho mình nè. Đây. Vẫn ra hai kênh cho mình luôn ha. Đây, hai kênh cơm 1 kênh 2. Hai con IC công suất đây. Cái dây này là để mình gắn lại pin 18650 ha. Còn dây này là dây micro. Để mình gắn với micro không dây. Đó. Hai kênh loa. Gắn micro không dây. Dây này là để mình gắn pin 18650. Đây, phiên bản nâng cấp mới. Chạy được sievert ha và dùng nguồn 12V. Kích thước là vẫn như cũ là 8.5 x 19. Rồi, em xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các anh đã quan tâm và theo dõi video. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.